Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Cây này có đừng có hoành là 32 nhé, chiều keo là 45. Cây này có hoành là 31 nhé, kiều kèo 35, một cây đơn ôm nha. Thằng lắc nhẹ hay nha, thằng lắc nha. Cây này nhỏ nhưng mà bộ đớ rất là ok nha nè. Cây này là hoành ngay eo là 32, chiều cao là 96 nha. Đây lắc lượng khá hay nha. Cây này có hoành là 32, chiều keo là 38 nha. Đó, cũng khá hay nha, tương đối đều nha. Cái rỡ cái trời làm tí được.